thủy ngư anh là sướng về không thủy ngư anh là sướng thủy á ngư anh ở là đó thủy ngư anh ở sướng thì nhà làng cũng có được kia nhà anh nữa công việc ổn định khi em nói chuyện mệt suy nghĩ nhiều mệt thế hàng đến năm đi đó khi đây không gì tới hàng cũng còn đến năm đi đó đừng đợi có ra với anh nữa đừng ở đây đừng có ra với anh nữa xong rồi lại bố đó bố đã đặt á ăn ngành phụ đạo xin chào và hẹn gặp lại mọi người.